vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Có Thực Tài. Trước khi đến gặp gỡ những tài năng trên sân khấu Bạn Có Thực Tài thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ hai ban giám khảo. Ban giám khảo đầu tiên đó là ban giám khảo khán giả. 50 vị giám khảo khán giả. À, nếu như chiến thắng được ban giám khảo khán giả thì tiết mục đó sẽ đến với ban giám khảo chuyên môn. Đây là những người có uy tín trong nghề quý vị. Chúng tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn đạo diễn Lê Hoa, ca sĩ Phương Thanh, Danh hài Minh Lý, Bà Mối Cát Tường. Trước khi đến với những tiết mục ở trên sân khấu thì Quỳnh Linh thấy rằng ghế giám khảo vẫn còn trống. Đó là giám khảo khách mời. Họ là ai, đến từ đâu, nghệ sĩ nào đây? Mời quý vị hướng mắt về sân khấu. Quỳnh thơm hay môi em thơm, em mang cho ta một chút tình, mỉm cười khúc khích trên lưng. Đêm ngày đêm buồn bã với những môi thơm, trong vườn trắng vừa khép những đóa mộng manh. Ta mang cho em một đóa quỳnh rất là dễ thương, thưa quý vị. Á hậu điện ảnh 1999, diễn viên xuất sắc năm 2014 của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Dương Cẩm Linh. Mình thấy Dương Cẩm Linh đóng rất là nhiều phim nhưng chưa bao giờ thấy hát cả. Hôm nay rất là bất ngờ. Dạ, hôm nay thì cũng là một cái dịp tình cờ mà lần đầu tiên Dương Cẩm Linh hát ở trên sân khấu mà cho các bạn xem đài xem như vậy, thì cũng đây là một cái dịp đặc biệt. Cái đây có phải là cái tài lẻ một chút xíu của em hay không? Thì em cũng hy vọng là tài lẻ không thì mình hỏi Minh Nhí, Lê Hoàng thôi xem. Hôm nay cũng không có ngờ là Linh hát hay như vậy. Và không cần phải nhảy nhót nhiều, không cần phải ra phải làm cái gì gọi là cứ đứng nhẹ nhàng hát nhưng mà rất là xinh và rất là hay. Dạ, em cảm ơn. Trong lúc anh Mỹ khen Dương Cẩm Linh thì Lê Hoàng không biết. Dạ, anh có ý kiến gì không, ý kiến anh Lê Hoàng? Nào? Lê Hoàng đồng ý với Minh Nhí ở cái chỗ rất là xinh. Chỉ chỗ đó thôi nha. Chỉ chỗ đó. Hiểu rồi. Nè, diễn viên điện ảnh mà hát được như vậy là hay lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh có nói gì về hát đâu. Anh không nói nhưng mà anh tới đó anh nín. Nín còn hơn là nói. Trời ơi. Mời Dương Cẩm Linh. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ tiết mục nào đây và tiết mục nào sẽ đạt số điểm cao nhất để thi đấu với em Minh Khang tuần vừa rồi. Mời quý vị đến với tiết mục đầu tiên. Tôi tên là Nguyễn Anh Tú, đến từ Tiền Giang. Sở thích của tôi là biểu diễn ảo thuật. Ngoài biểu diễn ảo thuật ra, tôi còn có một sở thích đó chính là nấu ăn. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có một người cùng thưởng thức tài nấu ăn của tôi và xem tôi biểu diễn ảo thuật. Chào anh Tú. Xin chào anh Nguyễn Linh. Ủa, hình như có hơi rụt rè chút xíu hả? Vâng, em đang bị cảm ho sổ. Vậy mình ảo thuật bằng tay hay mình... Vâng, ảo thuật bằng tay. Vậy thì cảm ho nó có ảnh hưởng gì tới cái tay không? Không, không có liên quan. Không ảnh hưởng, không, không liên quan đúng. Vậy thì không sao, biết nấu ăn hả? Vâng. Nấu món gì ngon nhất? Anh biết mà, vịt nấu chao mà. Vịt nấu chao? Dễ mà, thì vịt luộc lên bỏ chao vô nấu anh em thôi gì đâu. Không à. Không, anh có những cái kỹ thuật nấu giống như là nó khác nhau. Tại có kỹ thuật vịt nấu chao nữa hả? Dạ đúng rồi. Giữa vịt nấu chao với ảo thuật cái nào tốt hơn? Cái ảo thuật thì luôn đem cho người ta vui, còn cái mà nấu ăn thì đem cho mình cái no bụng hơn. Hy vọng ngày hôm nay bạn sẽ thể hiện được tất cả tài năng của 3 phút dành cho bạn. Nguyễn Anh Tú bắt đầu. Bạn có thịt say.
Nguyễn Anh Tú, xuất sắc các bạn. 88% khán giả bình chọn cho bạn. Như vậy thì bạn cộng thêm một điểm. Bây giờ mình sẽ nghe những lời chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Mời Phương Thành. Thánh rồi, tất cả các ảo thuật vô và có thực tài đều chết dưới tay Phương Thành. Nhưng mà hôm nay á, thật sự đó em làm rất là uyển chuyển và rất là nhanh. Soi cũng không được với em nữa, là không thể nào mà chê được. Nói chung em rất là có tài. Chị không biết nói gì hơn là được chị Phương Thành khen là hay lắm rồi đấy em. Đây cũng là một lần đầu tiên mà em xem cái tiết mục này gần nhất có thể. Em cũng như chị Thanh á, nãy giờ em cũng ngồi em soi ở bên trong. Thử không biết là có giấu ở đâu, giấu ở đâu, tay ở đâu mà ảnh để ra mấy cái bộ bài. Và khi mà ảnh làm ra hai con chim bồ câu á là em hết hồn luôn. Có nghĩa là mình em giấu con chim ở đâu. Nói cho chị Phương Thanh biết em. Ai đâu có được. Nghề mà. Hai không, con chim. Cái câu mà thốt lên như vậy là quá ngưỡng mộ em. Điều quan trọng là em thấy cái nét mặt của anh. Phải nói là khi đi ra lúc mà anh Quyền Linh cảm thấy sao em rụt rè trên sân khấu vậy. Nhưng mà thực ra khi mà anh bắt đầu biểu diễn rồi á, thì cái gương mặt rất là tự tin. Và tất cả động tác làm đồ làm cho người ta cảm thấy là, mà em nghĩ là ảo thuật gia là cái gương mặt rất là quan trọng. Cao thủ người ta hay giấu lắm. Cao thủ người ta hay rụt rè giả bộ ra. Để giả điên khiên đồ đó. Bà giám khảo xào xáo gì cũng vì hai con chim của em. Bây giờ tôi đố Lê Hoàng, hai con chim mới từ đâu ra? Anh giấu ở đâu? Tôi không có kinh nghiệm về chim. Và bây giờ chúng ta sẽ xem số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Phương Thành 9.5, Dương Cẩm Linh 9.5, Minh Nhí 9.5, Lê Hoa 8.5, Cát Tường 9.5. Tổng số điểm của bạn có được là 47.5. Chúc mừng. Có thể nói tiết mục đầu tiên đã gây một ấn tượng hết sức là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, hy vọng là những tiết mục kế tiếp sẽ đem đến cho chúng ta những cái ấn tượng như vậy quý vị nhé. Tiết mục thứ hai là tiết mục nào đây? Mời quý vị hướng về màn hình. Anh ở đầu sông. Nhớ em nhớ thật là nhiều.
có bàn tay, ta có bàn tay, một tình yêu này một đời sung vậy thì đâu có chi lập biến giá trời. Ta có bàn tay, một tình yêu này, một đời sung vậy thì đâu có chi lập biến giá. Quá lãng mạn, quá lạc quan trong cuộc sống. À, phải nói là đây là một tiết mục và nó mang dấu ấn rất là sâu đậm. Không biết 60-70 tuổi tụi con được như cô chú hay không, đứng hát được hay không nữa. Mình tham gia văn nghệ từ bao lâu rồi hả chú? Dạ chơi cho vui rồi. Hả? Dạ không có chuyên nghiệp. À tức là tài tử đó hả? Dạ tài tử, đúng rồi, nghĩa tài tử có nghĩa là ai rủ hát. Vì không phải chuyên nghiệp. Dạy học mà. Dạ. À, con của cô chú có ai làm ca sĩ, nghệ sĩ gì không? À, có ca sĩ hai ngoại tâm đoàn. Wow. Rồi còn ai nữa ạ? Christina. Dạ, Christina em ruột. À vậy à? Là Quỳnh Ngọc Nhã Yến mà nó lấy tên là Christina. À dạ. Dạ. Cả gia đình làm nghệ thuật. Còn đứa Út nữa đang ở trường nói không anh? Không. Thôi nói luôn đi, kệ nói luôn. Hỏi đâu nói đó. Sân khấu. Đang học nhạc viện. Nhạc viện. Học nhạc viện. À, cô chú á mộc mạc chân quê dễ thương mà tự nhiên không phải là một con nhìn con không phải là thấy là biểu diễn mà giống như là mình đang sinh hoạt, mình đang ở trong một cái cánh đồng rồi mọi người đang ngồi đây nghe một cặp tình nhân hát với nhau vậy đó, nó rất là gần gũi. Cái đó là một cái mà con cảm thấy con thích. Chúc mừng cô chú, cảm ơn cô chú. Dạ cảm ơn. Cô chú lấy nhau bao lâu, nhiêu năm rồi? Nhiều năm em. Anh vui. Con coi con thích cái gì nhất phải không? Con thích nhất cái đoạn mà kể cô gì đó, cái cô quay qua con hỏi chú kể không anh? À, tại vì con muốn cái hình ảnh của người phụ nữ, người vợ như vậy đó. Con mong ước gì cuộc đời con có một người đàn ông bên cạnh mà hễ con làm chuyện gì cũng quay qua con hỏi, tại đó giờ con toàn nạt nộ người ta không à. Thấy cái hình ảnh đó con ngưỡng mộ vô cùng luôn á. Còn cái chuyện hát á, con giá như mà cô chú hát cái tông cao hơn chút á là hay hơn nữa. Hình như chú đợi cái tông hơi thấp. Cái dạ biết, của dạ, dạ biết không phải vậy. Đúng dạ biết, dạ biết. Dạ, tại vì cô... nếu xin lỗi ngang, nếu cao hơn chút nữa thì hát được. Người yêu tôi hát không nổi. Cô chú đã cho mọi người thấy một cái giá trị trong cuộc sống khác hơn cả tài năng. Đó là những cái hạnh phúc đơn sơ mộc mạc nhưng mà lâu bền. Yeah. Cái cách mà ngày nay các bạn trẻ bây giờ sống nhanh lắm. Hình như là ly dị cũng rất là nhiều. Nhiều bất trắc trong cuộc sống hôn nhân. Và hôm nay cô chú đã cho thấy một cái hình ảnh rất là đẹp. Yeah. Ở chỗ là tìm một tình yêu đơn giản mộc mạc trong thời buổi hiện tại bây giờ để mà làm một cái... gương để cho các bạn, không phải là cái gương để noi theo mà để nhìn vào đó để soi lại mình rất là khó chú ạ. Ở đây không thể gọi là hát hay hát dở được mà cái giá trị cô chú đưa đến đó là sự thật. Sự mộc mạc, sự chân chất đơn giản rất là tuyệt vời mà không phải có thể người có tài chưa chắc đã có được điều đó, người có tiền cũng chưa chắc có được những điều đó. Và chúc mừng hạnh phúc của cô chú. Cảm ơn hai cô chú rất nhiều. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 8.5, Minh Nhí 9.5, Dương Cẩm Linh 9.5, Phương Thanh 9.5, Lê Hoàng 7. Trời ơi. Cảm ơn cô chú hôm nay rất là nhiều khi đem đến cho chúng con một cái niềm tin mãnh liệt trong cuộc sống. Yeah. Một sự hạnh phúc bền vững. Và chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, trăm năm hạnh phúc. Dạ. Tổng số điểm mà cô chú có được là 46. Xin chúc mừng. Dạ, xin cảm ơn. Nói như Phương Thanh đúng, giá trị điểm không bằng giá trị của cuộc sống thưa quý vị. Đó là những gì mà ngày hôm nay chúng ta chứng kiến được. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục với tiết mục Bạn Có Thực Tài. Con chào tất cả các chú đang có mặt trong chương trình Bạn Có Thực Tài. Giọng em thu trước rồi đó hả? Dạ không, em lồng giọng của em vô, em chuyển tông qua lại. Nhưng mà cái này dù gì vẫn chấm về cái thực tài thì bạn nó vẫn có cái tài. Nhưng mà nói thật ra là nó không nhất được. Thì anh Hoàng cho thấp cứ cho thấp, còn em cho cao thì kệ em. Đúng rồi. Kính thưa mọi người, em là Hoàng Bảo. Anh tôi là Justin. Ủa, xanh sao hôm nay đen quá vậy?
thiệt là đường quá đi. Tao nghe nói á, Việt Nam là điểm thì đẹp nè, cá thì ngon nè, nãy giờ anh vô đen thui vậy luôn nè. Mọi người có thấy rồi á, thực cảnh nè, đợt hại, đồ uống đợt hại luôn. Đó, nãy giờ đồ nặng đợt hại nữa. Trời ơi, chúng ta vừa muốn đồ ăn ngon, vừa muốn rẻ, thì bây giờ phải độc hại thôi chứ làm sao. Ê, anh nói vậy sao được hả? Anh nói vậy là được, đánh rẻ lương tâm đạo đức vậy không được. Tôi thấy như vậy cũng được. Ồ, xin lỗi mọi người, có điện thoại. Alo, con nghe ba. Ừ, thằng đó hả? Dạ, con nghe ba. Ừ, này đang ở đâu vậy? Dạ, con đi có chút công việc ạ. Ừ, này tranh thủ đi tới bệnh viện nha. Ủa, có gì vậy ba? Gia đình bị ngộ độc hết rồi nè. Chết rồi, gia đình bị ngộ độc rồi vậy sao? Ừ, đó thì nói rồi đó. Hơn chịu là nước anh đang độc hại con à, bây giờ sợ chưa? Ờ, bây giờ tôi sợ lắm rồi. Sáu mươi sáu phần trăm khán giả bình chọn cho bạn. À, khó lắm quý vị, để nói bằng cơ bụng quý vị không nhìn thấy cái miệng nhép á, rất là khó. Hoàng Bảo làm được điều đó, nhưng vấn đề chỗ là khán giả vẫn chưa giả hiểu cái điều kịp, đó chưa thôi. Hiểu kịp đây. Đây, tôi đặt một cái dấu hỏi rất lớn là vậy, đi thi cái gì vậy, đi múa rối hay là thi cái gì vậy? Bạn à, hiểu không? Mới coi lần đầu tiên hả? Mới coi lần đầu tiên. Cho nên tôi, cho nên Quyền Linh nói rất đúng, đáng lẽ Bảo phải giới thiệu trước là cái tài năng như vậy thì người ta mới theo dõi được. À, người ta theo dõi cái miệng của Bảo không có hề nhép mà có cái giọng nói thì người ta mới thấy mình có tài. Nhưng mà Phương Thanh lại thích cái tiết mục này ở chỗ là có những cái nghệ thuật nó cao siêu và nó xa quá đó, mình phải mất thời gian lao lực lao trí để mà hiểu được một tiết mục khác không phải là dễ. Nghệ thuật á thì có từ khó cho tới dễ, rồi từ dễ cho tới khó. Có những người thích coi là hiểu ngay, nhưng mà Phương Thanh thì lại thích những cái gì mà mình phải chăm chú phải hiểu được thì mới thấy thích. Khó lắm, tại vì giờ ban nếu ban giám khảo không hiểu thì người ta cho điểm đỏ lên thì rớt rồi còn đâu nữa. Trước khi xem số điểm tôi muốn Lê Hoàng nói đúng rồi. À, tôi muốn nói với bạn một cái câu chuyện rất là ngắn như thế này thôi. À, bạn là một diễn viên có tài, điều đó chắc chắn rồi đấy. Nhưng mà một diễn viên có tài thì phải có phim. Một ca sĩ có tài thì phải có bài hát, đúng không? Thì bạn có tài nhưng bạn phải có cái chỗ để mà bộc lộ cái tài đó ra. Thì cái chỗ đấy bạn không tìm ra được. À, tôi khuyên bạn về ra hiệu sách nhé. Bạn ra hiệu sách ngay chiều nay, bạn mua cái cuốn sách này, nó tên là Con Chim Trốn Tuyết. Con Chim Trốn Tuyết thì có một cái chuyện nó y như chuyện của bạn đó. Nó hay kinh khủng ấy, có thể cả thế giới văn học đều biết cái chuyện đấy. Nó chỉ đơn giản thế này thôi, có một cô bé cô đi tự tử. Cô đi qua cái bờ biển ấy, tự nhiên có một con rối nó thò cổ lên nói chuyện với cô ta. Nói chuyện rất là vui thì cô ta cứ nói chuyện với con rối đi, cô ta quên cả cái chuyện tự tử đi. Nhưng mà cô một lúc sau thì cô sực nhớ là mình đang nói chuyện với con rối, nhưng mà cô lại vẫn phải quên vì con chuyện nó quá linh hoạt đi. Thì sau khi nói chuyện xong thì thòi lên cái người điều khiển rối là một cái thằng cha rất là xấu trai, rất là hung bạo và rất là tồi tệ. Thì cô này thích cái con rối quá, thế là lại đi theo cái đoàn rối đấy, thì là lại là bồ với cái người điều khiển rối đó. Thì cái người đó đối xử với cô rất là tồi, nghĩa là đánh đập cho cái thứ, cô cứ muốn tự tử. Nhưng mà mỗi lần cô định đi một cái thì cái con rối nó thỏ cổ lên nó lại nói chuyện, và cả một cái dàn rối nó nói chuyện thì cô thương cái dàn rối đấy khủng khiếp. Nhưng mà cái dàn rối nó lại điều khiển bằng cái thằng cha đó, và cô thì cực kỳ ghét cái người chủ cái đám xiếc đấy, nhưng lại cô cực kỳ yêu cái đám rối đó. Phút cuối cùng thì là cô, phút cuối cùng cô định bỏ đi thật sự sau một cái chuyện va chạm rất là lớn, nhưng mà cuối cùng những con rối nó khóc rồi nó nói, cuối cùng cô òa lên mà cô nói rằng em yêu anh. Có nghĩa là gì? Cuối cùng là cô yêu cái người chủ đám xiếc đó, bởi vì cái người đó thật ra cái bản chất của người ta là ở cái tác phẩm chứ không phải là cái con người đấy. Muốn nói bạn cứ đọc cái chuyện đó thì bạn sẽ hiểu là bạn phải làm cái gì. Có nghĩa là giữa cái con người và cái con rối đầu tiên là nó phải rất là khác nhau, đừng có hai người giống nhau. À, nó bạn phải biết con rối là phải có những cái cãi nhau và phải có những vui buồn nó xung đột với nhau rất là ghê. Và thứ hai nữa là bạn phải tập trung vào một cái câu chuyện mà câu chuyện nó lay động một cái con người nào đấy, chứ không phải là vừa rồi bạn chỉ khoe một cái kỹ năng, chứ còn cái kỹ năng nó không có đầu không có đuôi không có xúc cảm. Chúng tôi chấm những cuộc thi này lâu lắm, bao nhiêu lần chỉ có thấy có bạn là người duy nhất. Thì cái tài đó nếu bạn đặt vào một cái câu chuyện cho nó đúng thì bạn sẽ nổi, có vậy thôi. Đúng rồi, tôi thấy câu chuyện là quan trọng lắm ha. Thực cẩn á, mọi người có thấy rồi á, thực cẩn nè, độc hại, đồ uống độc hại luôn. Đây, tổng số điểm dành cho bạn Hoàng Bảo là 43 điểm. Cảm ơn chú Rối nha. Ừ, cảm ơn anh. Ôi, cảm ơn. Anh đi tất cả mọi người.
Chào các bạn trẻ, rất là dễ thương. Dạ xin chào MC Quyền Linh và ban giám khảo. Nhóm mình thành lập bao lâu rồi bạn? Dạ nhóm em thành lập được chính xác là 8 tháng rồi. Có bao nhiêu thành viên? Dạ nhóm hiện giờ là đông nhất là 25 thành viên à. Và hôm nay đến với chương trình thì có 13 thành viên đang có mặt trên sân khấu à. Đội của chúng em là đến từ nhiều trường và nhiều ngành nghề khác nhau cho nên là rất là khó khăn trong cái việc tập luyện. Rồi, cho mình hỏi một vài em nhỏ nhỏ chút xíu đây. Bạn có thấy rằng có những động tác hết sức là nguy hiểm không? Dạ có. Có sợ không? Dạ cũng có chút chút. Nhưng mà sao, tại sao mình vẫn cứ tham gia cái tiết mục này? Đó là sở thích và đam mê của tụi em. Mong rằng các bạn sẽ có một biểu diễn thật thành công. Cảm ơn anh Huyền Linh. Chúng ta sẽ có 3 phút bắt đầu. Bạn có thật tay. Chúc mừng các bạn nha. Chúng ta có 96% khán giả bình chọn. Các bạn được cộng 2 điểm. Cái bàn dây chính này đâu rồi? Ra rồi, ra rồi. Dài hay quá. Dài xuất sắc. Dài này xuất sắc luôn. Tôi tưởng đâu dữ dội lắm. Dài này tôi đóng được à. Hay hay ta. Giận xong đi vô kìa. Chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Anh Lê Hoàng. Bây giờ Dương Cẩm Linh đi. Bạn lần đầu xem bạn cảm nhận thế nào? Em thì rất là thích cái bộ môn này. Tại vì ngày xưa em đi học ở bên nước ngoài, em có tham gia vô cái đội mà huấn luyện như vậy. Nhưng mà em tập được có khoảng một tuần thôi. Tại vì không có đủ sức khỏe, với lại không có đủ cái can đảm. Mỗi lần mà mấy bạn nâng lên một cái là em sợ rồi. Không mà đóng vai bằng kia được. Nên ngày hôm nay là gặp mấy em thi lại cái bộ môn này thì em cảm thấy là sức trẻ. Rồi thấy được rất là nhiều điều mà cảm thấy là cái tiết mục này làm cho em cảm thấy là mình trẻ lại. Tuy là mấy em
có làm rất là tốt, nhưng mà có một số chỗ nó chưa có đều lắm. Tức là thấy cái bộ môn này mình trẻ lại đúng không? Dạ đúng rồi. Không biết Lê Hoàng có thấy trẻ không? Tôi có trẻ lại đâu, tôi vẫn trẻ mà. Cái này này, thứ nhất á, cái ưu điểm của các bạn á, là các bạn rất là dũng cảm, quăng bắt rất là mạnh mẽ trong một cái sân khấu lạ như thế này. Thứ hai là những cái động tác của các bạn nó cũng tương đối phức tạp chứ không đến nỗi. Tuy nhiên cái dở của các bạn là sau đây, cái dở thứ nhất là các bạn tự nhiên bày đặt ra một cái màn hiểu nhầm đầu tiên để chả để làm gì cả. Bởi vì rằng là sau này thì các bạn lại đi vào một cái biểu diễn đơn thuần, thì các bạn đã đưa vào cái kịch tính ấy vào thì nó phải thành một cái câu chuyện, còn nếu không thì nó thành ra rất nhiều người có thể tưởng đến là một cái tiết mục bị lỗi thật. Cái thứ hai là khi các bạn làm từng động tác thì rất hay, nhưng các bạn hãy nhớ rằng sự chuyển các cái động tác này sang động tác kia đó thì các bạn phải chuyển cho nó mềm mại, cho nó thành nghệ thuật. Chứ không ở đây nó thành bị cái tình trạng là gì, hết một cái động tác thì các bạn tụ tập đội hình để làm cái động tác thứ hai, thành ra cái tiết mục của các bạn nó sống động nhưng nó không có nhuyễn từ đầu đến cuối. Chú Lê Hoàng lúc anh nào cũng đòi hỏi cao và đòi hỏi rất khó, nhưng nếu mà mình làm được nữa thì mình hoàn chỉnh và sẽ được mình sẽ được 100% chứ không phải là 96. Bảo làm được nên đòi hỏi nhiều chứ làm thử coi trụ không chắc đâu, rất liền à. Thì cũng hay nói chơi á là ban giám khảo không làm được gì mới ngồi làm ban giám khảo. Ôi soi rồi bác. Còn bây giờ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Dương Cẩm Linh 9,5, Cát Tường 9,5, Minh Nhĩ ôi, Phương Thanh ôi. Lê Hoàng anh coi khó lắm thôi. Lê Hoàng 8,5. Như 8,5. Nãy giờ rồi đó. Ủa nãy giờ Lê Hoàng chưa đưa ra hả? Sao đi anh Lê Hoàng? Tổng số điểm của các bạn là 49,5. Số điểm khá cao. Chúc mừng các bạn nha. Con tên là Đại Gia Phúc. Năm nay con 12 tuổi. Chỉ còn khoảng một tiết mục nữa thôi là sẽ tới tiết mục của con. Con cảm thấy hơi lo lắng vì con đã đi từ Vũng Tàu cho đến đây một quãng đường thì khá xa. Và con mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho con hết mình. Thật sai. Chào Gia Phúc. Con chào chú. Con từ Vũng Tàu tới hả? Dạ. Mệt không con? Dạ con cũng hơi mệt tí. Hy vọng con ngày hôm nay con cũng sẽ chinh phục được khán giả của bạn có thực tài. Chúng ta sẽ có mấy phút thôi con ha. Sẵn sàng chưa? Dạ con sẵn sàng. Tất cả mọi người đang ủng hộ con. Và bây giờ 3 phút dành cho Đào Gia Phúc. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò, buộc một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào. Con ơi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế con ơi. Lặng ngồi cả đêm thương cho đàn con, tức giấc lại con cao bay lên.
Chúc mừng Gia Phúc nha. Con tập bài hát này lâu chưa? Dạ, con tập bài hát này cũng một tháng. Con thích cái dòng nhạc này hả? Dòng nhạc rất là khó hát à? Dạ, con rất thích. Chú không nghĩ 12 tuổi mà cái phong cách của con và cái chất con có cái chất giọng hay quá. Chú nghĩ sau này con càng lớn lên con chắc có lẽ con hát hay lắm luôn á, con sẽ nổi tiếng. Con á là có cái cảm xúc tốt. Cái truyền cảm tốt, nhưng mà vì con còn bé, con chưa có thể tải hết được cái lực với những cái bài hát quá khó đối với cái lực trong con và cái tuổi của con. Hát bài này thì không phải là đơn giản, nhưng mà con phải về tập nữa cho cái giọng con mở ra và hát bằng giọng thật. Con hoàn toàn đang hát giọng gió không, cho nên nó chưa có đúng cái lực với những cái bài hát quá nặng như vậy. Cái ưu điểm của con là con xử lý, biết cách xử lý bài hát rất là tốt, tình cảm rất là nhiều. Một lời khuyên duy nhất của cô dành cho con là nếu như sau này con lớn lên nữa và con vẫn tiếp tục giữ cái dòng nhạc con đang hát, con phải chú ý là diễn xuất cái nội tâm bên trong nhiều, bớt xử lý lại kỹ thuật một chút mà hát bằng tất cả trái tim của mình thì nó sẽ tuyệt vời hơn nữa. Con hiểu ý cô nói không? Rồi. Rồi, cảm ơn ban giám khảo. Bây giờ ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lớn. Bây giờ Phúc có số điểm là 47 điểm. Chúc mừng con nha. Xin chào mọi người, xin chào chương trình Bạn Có Thực Tài. Dạ, chào cô ạ. Dạ. Hôm nay thấy trên kia cô hình vừa xù quay qua vòng, cô vừa tưới đồ vậy hả? Cái đó mình đam mê hả cô hả? Khả năng chính của cô là chữa bệnh. Chữa bệnh cho mọi người mà chữa bệnh không cần thuốc. Ôi, hay quá vậy. Cô chữa bệnh gì, được bệnh gì cô? Được nhiều bệnh lắm. Dạ. Bệnh... tim này, gan rồi dạ dày, khớp các thứ, thoái hóa rồi thoát vị địa đệm, như van tim thì hở van tim, hẹp van tim các thứ. Cô chữa sao mà không cần đường, thuốc cô? Không cần thuốc. Bây giờ cụ thể ví dụ về con này bị đau bao tử nè, rồi cô trị sao? Cô trị không uống thuốc ha? Không uống thuốc. Dạ rồi cô đứng đây cô trị đi. Không, cái này là phải có thời gian. Dạ khoảng bao lâu? Bao lâu mới hết? Một tháng. Một tháng. Nhưng hết mà nếu mà hết đau thì là trong vòng 5 ngày. Hay dữ vậy ta. Trị sao cô có thể nói với cô sơ sơ? Như ăn, phải ăn, ăn chậm nhai kỹ. Cái gì cũng phải từ từ, uống nước từ từ. Và nói chung là tự nhiên thì nó tốt hơn. Nói chung bệnh nào cô trị cũng được hết. Được. Cô quê đâu bệnh, cô? Cô quê gốc thì Nghệ An mà bây giờ hiện bây giờ là ở quận 10. Quận 10 cô ở với ai? Tôi ở chồng con. Mấy đứa con cô? Hai đứa con. Dạ, vậy nay cô tới đây trị bệnh nè. Không, cô đi thi. Có cái khả năng có nhưng cô quay vòng tròn, cô quay từ sáng trưa đến tối, không chóng mặt. Ui vậy là hả? Thôi hỏi nhiều quá. 3 phút dành cho cô, bắt đầu. Bạn có thật sai. Mệt không cô?
Có chứ. Dạ. Hơi mệt. Nếu cô ấy 5 vòng nữa thì sao? 200 được. 200 vòng nữa. 200 vòng nữa cũng được hả? 1000 cũng được. Dạ, em thì cũng có biết về một chút xíu về mấy cái bộ môn học về tâm linh với lại đạo Phật. Thì trong đó trong cơ thể con người mình có 7 luân xa. Nếu như mà khi mình khai thông được á thì mình sẽ có được những cái điều rất là bí ẩn. Mà trong cái 7 luân xa đó có cái bài tập đó của cô vừa tập vừa rồi. Em vẫn đang tập và mỗi ngày em chỉ tập quay được 5 vòng. Nhưng mà quay 5 vòng xong là chóng mặt. Mọi người cũng hiểu được cái khả năng của cô được quá. Nếu mà phân tích cái này tới sáng luôn. Nãy giờ em với anh Lê Hoàng nói là cổ không có tiền đình á, mình bị rối loạn tiền đình hay bị chóng mặt á, còn cổ không có tiền đình. Thôi khả năng vậy biết rồi quá. Thôi giờ mình lấy cho điểm đi. Tổng số điểm của cô Nguyễn Thị Ngà là 45 điểm. Chúc mừng cô, cảm ơn cô phần biểu diễn vừa rồi. 3 có thật tài. Chào đón các bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài. Ba chàng trai chúng ta gặp gỡ nhau lâu chưa? Nhóm em là Mystery, bọn em học chung trường với nhau. Và khi ra trường mọi người mới họp lại và thành lập nhóm được 1 năm. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 phút để biểu diễn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. 3 phút, bắt đầu. Bạn có thật sai. Cơn mưa ngang qua, cơn mưa đi ngang qua, đừng làm rơi thế. Còn đâu đây bao câu ca ai tặng em, tình yêu em mang cuốn lớp đi bao nhiêu câu ca, và còn lại đây đôi môi đau thương trong màn đêm. Và lẽ nói gồng mình bước qua niềm đau khi em rời xa, cơn mưa rồi lại thêm sẽ đi không gian ngập tràn nụ cười. Nhìn lại nơi đây bao kỷ niệm giờ chìm xuống dưới hồ sâu, vì em, chính em đã đổi thay. Đôi bàn tay ấm em ngày nào còn lại giữ. Vì em, vì thế, vì em đã sai rồi. Tình anh chỉ trong màn đêm, là vì em đã quên rồi. Tình anh chỉ như giấc mơ, em bước đi rồi. Ôi một cơn mưa, em bước đi rồi. Thì ngày xưa ta đi, em bỗng dáng hình ngày. Em đã mãi rời xa, oh my girl. Em vừa quên đi bao nhiêu my girl. Em vừa quên đi bao lâu my girl. Chôn đây với bao u buồn, để rồi tháng trôi qua, rồi năm trôi qua, thoáng qua. Em mưa đi rồi, giờ mà cơn mưa
Rồi, chúc mừng các bạn. À, nếu mà ba bạn biểu diễn á, thì như mình vẫn còn cảm giác thiếu một cái chút sự phối hợp ăn ý giữa ba người. À, mình thấy cái bạn đờn guitar này là nổi trội hơn hết. Chị đang nói về thần thái trước, còn cái giọng hát chị để chị Phương Thanh nói. Cái thần thái vì bên đây á, hát mà gương mặt người ta ngời sáng lắm, người ta cười ngời sáng lắm, nó trong sáng mà nó tinh khiết lắm, chị thấy nó đẹp. Em hát á, cái mặt em hơi hầm hố quá, em hơi căng á, em hơi dùng vũ lực quá mà chị thấy nó nặng quá. Em hiểu ý chị nói không? Chị như khi nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng trong cái phong cách biểu diễn hơn một tí, tại vì cái bài này Cơn Mưa Ngang Qua là nó nhẹ lắm, nhưng mà cái giọt cánh giữa nó hơi nặng. Đối với chị thấy như vậy. Em cũng có ý kiến giống như là chị Cát Tường, nhưng mà cũng rất là thích tiết mục này. Đặc biệt thích hai bạn ở dưới sau, diễn rất là tốt. Tôi... À, nói chung, okay, còn tôi... ba người gái nói trước đi. Là okay. Hai người kia hai bên rồi, chị với em. Nói chung là tại vì hai bạn kế bên là vừa sử dụng được nhạc cụ vừa hát được, cho nên cái sự nổi trội sẽ hơn em. Nhưng mà mình phải tính theo tổng thể tiết mục, các bạn chia bè rất là đều. À, chị không có thích tóc vàng giống như Cát Tường nha, hầm hố quá chị cũng không có thích. Rồi còn mà thư sinh hay là như bên phải không thích, chị thích giống như em mà phải hát phải căng thẳng. Hình sự rồi hả? Phải hình sự lên. Cái này chắc mưa đá quá. Hả? Này chắc cơn mưa đá quá. Nói chung là mỗi một người một cảm xúc trong một tiết mục nó mới hay. Rất là thích nhóm của các bạn. Vừa trẻ trung nè, vừa hát hay, vừa rất có tài. Rất nghệ sĩ. Và bây giờ số điểm dành cho các bạn bắt đầu. Cát Tường 9, Lê Hoàng 8, Dương Cẩm Linh 9.5, Minh Nhĩ 10, Phương Thanh 10. Tổng số điểm dành cho các bạn là 48.5. Như vậy ta đã trải qua các tiết mục ngày hôm nay và tất cả các thành viên của các đội đã có mặt tại sân khấu. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ nhìn lại bảng điểm của từng đội. Nguyễn Anh Tú 47.5, Quỳnh Thanh Long, Nguyễn Kim Xuân 46, Nguyễn Trần Hoàng Bảo 43, nhóm Spire 49.5, bé Đào Gia Phúc 47, Nguyễn Thiên Hà 45, Mastery Band 48.5. Như vậy là số điểm cao nhất thuộc về nhóm nhảy cổ động Spider. Chúc mừng. Chúc mừng các bạn nha. Chúng ta sẽ gặp lại tiết mục vô địch tuần vừa rồi thưa quý vị. Đó chính là bé Minh Khang. Wow. Đàn hoàng tử bé nhỏ của tôi. Quá dữ. Tuần vừa rồi thì mình cảm giác như thế nào hả con? Dạ, tuần vừa rồi con cảm giác rất là vui vì mình đạt được 2 tuần vậy nhất. Ha ha, 2 tuần quý vị. Tuần này cho chú Quỳ Linh mượn lại chút xíu nha. Dạ. Tuần này con sẽ tiếp tục quyết đấu với nhiều người bên kia. Bên kia cũng dữ dội lắm ha. Để xem đội nào sẽ giữ chiếc cúp vô địch này. Đương kim vô địch Minh Khang sẽ là biểu diễn trước. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Khi cứ bạn phục của bạn từ xa. Bên anh nữa, giấc mơ mơ dồn ra đi trời khuya, bồng
không cho tiền. Không cho tiền xin đi nhé. Ôi 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 Chúc mừng bé Minh Khang. Tiết mục này ý tưởng ai dàn dựng hay là ý tưởng của con? Dạ, ý tưởng này là của ba con dàn dựng. Ba con dàn dựng. Ba nuôi. Ba nuôi. Con ơi con, con cho cô hỏi thiệt, con khai thiệt, nay cô cảm giác như là thể lực con không có được tốt. Giống như con bị cảm, bị bệnh. Con bị cảm mà sao cái giọng con lên giọng mũi không vậy? Dạ con không biết. Bữa nay cô nghe con hát nó khác những tuần trước. Là tại vì cái giọng của con sao cô cứ nghe nó bóp bị vô mũi không à? À là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cô cảm giác trong người con có thể lực nó không có giữ, nó không có cái lực bên trong nhiều như là lần tuần trước. Đều chứ nó chưa có đột phá gì hết. Cái tông có thấp không con? Dạ lúc đầu con thử là nó cao quá, xong rồi cái con hạ xuống tông nó cao quá, xong rồi cái hạ xuống xong rồi nó thấp quá, xong rồi lên cái nó cao quá, nó không đúng tông con. Dạ Lê Hoàng thấy sao Lê Hoàng? Cái bài này thì phải nói rằng là trừ cải lương ra, còn thì phần lớn người ta hát là người ta hát tốp ca. Nếu tôi không nhầm là người ta không có hát đơn ca bài này, bởi vì rằng là cái bài này cái tinh thần của nó là một cái tập thể. Thì hôm nay thì con nói chung là không cô cũng nãy thì giống như cô Tường nói, có cảm giác con bị bệnh cho nên nó bị hụt hơi. Đó là những gì góp ý giám khảo, tôi góp ý cho thêm hơn thôi, nhưng mà điểm chưa chắc à nha. Dạ. Cao à. Đó, bây giờ con vô nghỉ chút xíu ha. Con chờ các anh chị biểu diễn nhảy cổ động xem sao.
Chúc mừng các bạn. Tôi xem mà tôi phải nín thở rất nhiều lần các bạn. Căng thẳng hồi hộp quá. Tôi rất là ngạc nhiên vì tôi biết là các bạn rất là mệt. Nhưng mà các bạn biểu diễn cái phần thứ hai này lại hay hơn cái phần thứ nhất. Thực thực là như thế. Ngoài cái phần quăng bắt ra thì rất là nguy hiểm ra thì các bạn cái thái độ biểu diễn cũng như là những cái động tác nó đều nhanh, đều mạnh và đều rất là gọi là sao rất là sung. Đó là điều mà phải nói là kinh rồi. Mời Duyên Cẩm Linh. Em cũng thấy như vậy, giống như là hồi nãy như góp ý là có những cái động tác mà tụi em chưa có được đều lắm thì cái phần này với cái giờ này mà tụi em vẫn còn năng lực để mà nhảy lên rồi cái độ chính xác nó cũng rất là tốt. Các bạn bỏ mấy cái động tác, bỏ cái câu chuyện hồi nãy các bạn chỉ giận hờn đi đó, là bỏ cái đó là quá chính xác. Đúng và rồi. Các bạn thêm mấy cái động tác vậy kiểu như là giới thiệu đầu á, và giống tôi cũng đồng ý với anh Lê Hoàng là lần này các bạn thể hiện hay hơn cái lúc hồi nãy các bạn thi. Rồi, cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Bây giờ xin mời bé Minh Khang trở lại sân khấu. Còn bây giờ chúng ta sẽ biết được đội nào sẽ là đội vô địch tuần này, sẽ cầm cúp vô địch và nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho bé Minh Khang. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9, Lê Hoàng 7,5, Minh Nhí 9,5, Dương Cẩm Linh 9,5, Phương Thanh 9 điểm. Như vậy là bé Minh Khang có tổng số điểm là 44,5. Chúc mừng. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho nhóm cổ động. Bắt đầu. Phương Thanh 10, Minh Nhí 10, Dương Cẩm Linh 10, Lê Hoàng 9 và Cát Tường 9,5. Chúc mừng nhóm Spider. Chúc mừng các bạn. Như vậy là cúp vô địch này sẽ trao lại cho nhóm Spider. Nào. Chúc mừng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi chương trình Bạn Có Thực Tài, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện. Cảm ơn những tình cảm quý vị đã dành cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nhiều tiết mục hơn nữa, nhiều các nhân xuất sắc hơn nữa đến với chương trình Bạn Có Thực Tài. Các bạn cũng đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi, được tham gia, được tỏa sáng trong chương trình. Còn bây giờ...